Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-La-Hán. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa quả dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-La-Hán. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa quả vị độc giác. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa quả vị độc giác. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa trí nhất thiết, nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nên lìa trí nhất thiết trí. Lại nữa các thiên tử, vì lìa tất cả pháp môn Đà La Ni, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa. Vì lìa tất cả pháp môn Tam Ma Địa, nên lìa bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa.